Rồi, tại cô gái Bình Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái nha. Bây giờ là 21 giờ 30 phút ha. Giờ để đóng đơn để sáng mai đi sớm cho kịp ha. Tại ngày mai phải đi sớm mới gửi kịp được. Ngày mai có hai đơn đi An Giang nên là phải đi sớm. Rồi, đầu tiên anh chốt là con vân rồng bông mái nè ha. Sau đó thì anh mua thêm con máy, con kia thì nghiêng mái thôi nên bán giá anh cũng 500 thôi đó. Là con tơ mà, nhưng mà chim hậu này nó gáy có lúc lên được 7 hậu ha. Từ mái mà bự dập bá luôn, chỉ có rớt trứng mới chắc ăn được anh em. Nó nói bởi nhiều khi cầm tay rồi đó. Đó, bự quá, chân cẳng ok ha. Anh này thì anh chuyển tiền rồi ha, toàn coi 500 ha. Tướng nhỏ chứ cũng như mái thiệt, mà em cũng kè trống thì thấy nó xỉa lông rồi đó, có gì lúc xanh ha. Giờ bắt sớm để sáng về sớm bắt lạnh lắm không kịp nữa. Rồi em dán xong đơn ha, đơn này đi thu Bình Chiểu Thủ Đức à. Rồi xong đơn thứ nhất ha, đơn này đi Thủ Đức, đơn thứ hai đi Long An nè, do chú Hoàng ha. Chú khách hàng mua cu lần này lần thứ tư à, mà chú ở cầu Đức Hòa Long An ha, chú ủng hộ hai cặp Thái Liên Dòng Mồi đang đúc ha, tặng chú em một con chim lẻ. Ok, Dòng Mồi đang đúc ha, lựa cho cứu cặp bự bự. Chim khôn mà tối nó ngủ chung hết đi. Rồi, cặp vàng này bự ha. Giờ soạn sớm để ngày mai soạn không kịp rồi nè, thì đi 4-5 đường luôn. Đó. Rồi, cặp thứ hai. Vàng ha, vàng thì đi với xanh ha. Em cả ok ha. Chú nuôi rất nhiều rồi ha. Xanh đó, để xanh luôn, rất bự ha, chim rất bự con. Rồi, chân cẳng ok nè. Ước mơ của chú là mở một trang trại rồi. Giờ chim con vô thùng này nó ấm rồi nè, vô sớm cho nó ấm không sao hết ha. Giờ này con gái sầm hết, không cho ai ngủ luôn. Giờ nó dẫm nhau một lùm. Hơi chật xíu nhưng mà ok, ổn, thấy ổn. Sao ướt nhẹp bây giờ không à. Rồi tặng chú con của phân đồng bông lẻ ha. Chú cũng lớn tuổi mà chú cũng nhiệt tình quá trời luôn. Lẻ có lẻ luôn rồi.
Đó. Mặt bước con cho nó đỡ chặt. Chặt quá. Không. Đơn. Rồi tiếp theo đơn này là một cặp Malai thóc gù ha, cặp Malai thóc gù đây, cặp này bố mẹ tự nuôi ha. Biết nói làm sao khi ngày mai không thấy con nữa, là phải đi đẻ tiếp thôi. Nhờ ấp hộ ha. Em rất tốt nhưng em rất tiếc. Với hai cặp thái dòng mồi đúc ha. Rồi. Bồ diều không? Thức ăn rồi ha. Chim rất bự luôn. Xanh ha. Xanh nha. Rồi xanh đi với đỏ luôn. Em là bự ưu tiên trước đi cho khỏe. Con này bự thì đỏ ha, xanh với đỏ ha. Chà chà. Không sao. Sao không? Còn lại cặp mà đúc mà màu hồng nha. Đây lựa cặp bự trước cho anh đi cho khỏe. Cặp này cũng bự chứ không có nhỏ nha nè. Đơn này là hai cặp Malaysia ha. Hai cặp khá dòng màu đúc ha. Đơn này thì gửi đi đầu kênh G ha. Tí nữa em sẽ nói chi tiết hơn ha. Rồi. Đơn này là một cặp Malai đúc luôn. Còn lớn này.
Giờ anh bắt thêm một cặp. Vân hoa đỏ ha. Vân hoa đỏ đẹp luôn. Ok, để em đóng khoen rồi ha. Rồi em sẽ lên clip đóng thùng nữa ha. Rồi. Anh Thế Vân ha, ở đầu kênh G ha. An Giang. Hai cặp Malai ha. Rồi, cặp số 39 nha. 39 là trơn là con nhỏ nha. 39 đeo chân phải nha. Con lớn nè. Nếu chấm ha. Rồi. 38 nha, con lớn là đeo chân chân bên trái nha. Con nhỏ 38. Rồi. Chân phải đỏ. Xanh. Xanh. Đó, ok. Này mà anh đúc một mút anh ghép chéo anh chơi tha hồ chim con chơi ha. Ok rồi, dán lại. Rồi, sau thời gian vật lộn thì cũng xong 4 đơn ha. 1 nè. 2 nè. 3, 4 ha. Đơn về này về An Giang. Hai thùng lớn về An Giang, thùng nhỏ này về Bình Chiểu Thủ Đức, hôm nay về Đức Hòa Long An ha. Với đơn này về Cà Mau, với đơn này về Trà Vinh, mà hồi tối xe đi ngang quên, chưa gửi, nó quên gọi nên là phải quay lại sáng mai 5:20 mới nhận, mới gửi được. Ồ, quá trời việc luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đơn này đi bà ký ha. Con trống em, con không phải con trống mà hỏi là con chim, em hỏi anh em là trống hay mái đó. Đó, với một đơn ngày mai bắt 10 của Pháp nữa. Hẹn em clip tiếp theo nha. Chúc anh em buổi tối thật vui vẻ nha.